Công ty quản lý tài sản mã hóa lớn nhất thế giới, Grayscale, đã đưa ra cập nhật mới nhất về danh mục các altcoin mà quỹ này đang xem xét để đầu tư trong giai đoạn tiếp theo. Thông tin về danh mục đầu tư của các quỹ luôn thu hút được sự chú ý, đặc biệt là Grayscale, bởi vì đây là công ty quản lý tài sản mã hóa lớn nhất thế giới hiện nay. Những đồng altcoin đang được Grayscale xem xét có thể là những đồng được đánh giá là tiềm năng và có khả năng tăng trưởng mạnh mẽ trong thời gian dài sắp tới. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về những đồng altcoin mà Grayscale đang cân nhắc đầu tư cũng như tình hình hoạt động của quỹ đầu tư này trong thời gian vừa qua. Và mình là Minh Toàn. Nếu như thích video này thì các bạn hãy like và subscribe kênh YouTube của Ngô Văn Ngọc để đón nhận được thêm nhiều thông tin hữu ích hơn nữa trong thời gian sắp tới liên quan đến thị trường cryptocurrency. Trên Twitter thì quỹ đầu tư Grayscale đã công bố thêm 13 loại tiền điện tử hiện đang được quỹ này xem xét cho bộ sản phẩm ủy thác đầu tư tiền điện tử của mình các loại tài sản được xem xét chủ yếu thuộc lĩnh vực tài chính phi tập trung DeFi bao gồm One Inch, Bancor, Curve, Kava, Kyber Network, Loprin, Polygon, Trend, Universal Market Assets và Yeroist. Bên cạnh đó, một số tóc kinh gốc của các blockchain như Solana, Near và Definity cũng đang được Grayscale quan tâm. Những bổ sung mới nhất đã nâng tổng số tài sản đang được Grayscale đầu tư hoặc xem xét đầu tư lên con số 31 loại tiền điện tử. Cần phải lưu ý rằng, không phải mọi loại tài sản đang được xem xét đều sẽ được Grayscale chuyển thành một trong những sản phẩm đầu tư của mình, bởi vì trước đó thì quỹ này cũng đã tìm hiểu về Cardano, EOS và Tezos, nhưng cuối cùng đã quyết định không đầu tư. Hiện tại thì các quỹ đầu tư ủy thác của Grayscale đang chiếm khoảng 3 4 trong tổng số 44 tỷ đô la Mỹ tài sản crypto mà quỹ này đang điều hành. Gần đây nhất, vào ngày 17 tháng 3, gã khổng lồ Grayscale đã giới thiệu thêm 5 quỹ đầu tư tiến thác tiền điện tử đến với các nhà đầu tư của tổ chức, bao gồm quỹ tín thác Decentraland Mana với tổng giá trị là 18,6 triệu đô la Mỹ, quỹ tiến thác Lightpeer LBT 13 triệu đô la Mỹ, quỹ tín thác Chainlink 4,5 triệu đô la Mỹ, quỹ tín thác Filecoin 7,7 triệu đô la Mỹ và quỹ tiến thác Basic Attention Token với mã token là BAT với tổng giá trị là 4,8 triệu đô la Mỹ. Ngay sau khi tin tức được công bố thì giá của các đồng tiền điện tử trên đã có sự tăng trưởng đáng kể. Năm quỹ tín thác này hiện chiếm 0,1% trong tổng số tài sản được quản lý trị giá 44 tỷ đô la Mỹ của công ty. Hiện tại quỹ Bitcoin Trust hiện chiếm 73% tổng số tài sản được quản lý của Grayscale và chiếm hơn 56% tổng tài sản được quản lý trong các sản phẩm đầu tư tiền mã hóa nói chung. Bên cạnh đó, quỹ Ethereum Trust cũng đã tăng trưởng mạnh mẽ trong năm 2021, chiếm gần 22% tổng số vốn được quản lý. Các quỹ tiến thác còn lại chiếm khoảng 5% của công ty. Kể từ đầu năm 2021, Grayscale đầu tư hơn 2,3 tỷ đô la Mỹ vào các quỹ tiến thác tiền mã hóa, qua đó đã trở thành công ty quản lý tài sản kỹ thuật số lớn nhất của Hoa Kỳ với tỷ suất lợi nhuận lớn, lớn hơn rất nhiều so với Pantera, công ty quản lý lớn thứ hai, chỉ nắm giữ 4,3 tỷ đô la Mỹ, ít hơn 1 phần 10 trong số 44 tỷ đô la Mỹ mà Grayscale đang nắm giữ. Còn nhớ thì giữa tháng 4 vừa qua, tổ chức quản lý tài sản này đã thông báo hợp tác với Time Magazine để sản xuất một loạt video giáo dục về tiền điện tử. Tạp chí cũng đồng ý nhận thanh toán bằng Bitcoin và giữ tài sản kỹ thuật số trên bảng cân đối kế toán của mình. Với nguồn cung sẵn có của Bitcoin ngày càng trở nên khan hiếm và nhu cầu ngày càng tăng từ các tổ chức đầu tư, đặc biệt là với những động thái gần nhất của Crayscale đã một lần nữa khẳng định niềm tin của họ đối với tương lai của tiền kỹ thuật số. Còn bạn thì sao? Hãy để lại suy nghĩ của các bạn ở dưới video này với sự kiện vừa qua của Crayscale nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.